Bộ phim Thiếu niên cầm y vệ do TV2.org thực hiện thuyết mình. Tập 25, Chuyện cũ. Về chuyển lời, người chủ nhân muốn đã tìm thấy rồi. Các người có bên kia, có bên đó xem. Kẻ nào? Tướng quân. Huynh có biết ám khí này không? Chưa từng thấy. Xem ra không giống ám khí của Trung Nguyên chúng ta. Ta vừa về kinh không lâu, không nhớ đã tạo ra ẩn oán giang hồ gì. Không, bọn họ chính là nhắm đến Huynh. Lần đó Huynh bị thương căn bản không phải chuyện ngoài dự kiến. Đi theo ta. Thủ tiêu. Thú vị đấy. Mấy năm không về, người trong thành càng lúc càng biết chơi rồi. Quan viên trên danh sách này đa số đều chết bất đắc kỳ tử. Cha đệ nhất định sẽ cho là có âm mưu, âm thầm điều tra. Không ngờ trong danh sách sau tên của ta còn có những ai nữa sao? Có. Đáng tiếc bị một tên ngốc đốt cháy rồi. Hoa tỷ tỷ, đừng, đốt mất cũng tốt. Chuyện thủ tiêu này sẽ dừng lại ở Thích Mỗ. Nếu mục tiêu của thích khách là ta, chỉ cần đợi bọn chúng đến, ta nhất định sẽ không tha cho chúng. Tiểu Đường, có Thích tướng quân giúp đỡ, nhất định có thể tra ra tung tích của chỉ huy sứ. Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Khoan đã. Tiểu Đường, suy nghĩ ra gì rồi? Hai người nửa đêm không ngủ, lúc nãy ở trong từ đường làm gì? Này, Huynh! Xuống đi. Quý đại nhân, quý đại nhân, cuối cùng cũng đến. Thuộc hạ chậm trễ, mong đại nhân tha tội. Nhưng thuộc hạ đã sắp xếp hết rồi, cai ngục sẽ không đến làm khó ngài nữa. Ngài cứ yên tĩnh ở đây, chờ bệ hạ nguôi giận, không chừng sẽ thả ngài ra ngoài thôi. Thả ra, thả ra thì đã sao? Vương Thông đâu? Hắn đang làm gì? Vương Thông được thăng làm tổng chỉ huy sứ, điều hết người của chúng ta đến chỗ hắn, nói là muốn nhanh chóng bắt được Minh Hỏa Tăng. Minh Hỏa Tăng. Đại nhân, nói đến tên Minh Hỏa Tăng này thì trước nghĩ đến một vụ án cũ. Ngươi tưởng ta không nhớ sao? 12 năm trước, Trần Gia Thôn ở 40 dặm ngoài ngoại ô. Đại nhân quả nhiên còn nhớ. 12 năm trước, trấn phủ sứ của Nam Trấn Phủ Ti, Nhạc Mãn tàng trữ thuốc pháo, sợ tội trốn vào Trần Gia Thôn. Đại nhân nhận được tin tức, đưa người đến bao vây cả thôn. Kết quả Nhạc Mãn cho đốt hết thuốc nổ trong kho, khiến Trần Gia Thôn nổ thành bình địa.
Lúc đó trong thư báo đưa lên trên, toàn thôn chỉ còn lại một người sống sót. Đó là một thiếu niên 18 tuổi. Ta nhớ rõ hắn. Trận nổ lớn hôm đó, đến cẩm y vệ cũng mất mạng rất nhiều. Đại nhân nói xem, trong phòng biển lửa 10 dặm mà thiếu niên 18 tuổi đó không bị thiêu cháy, có phải rất đáng nghi không? Hắn ta chính là Minh Hỏa Tăng. Hắn đến để báo thù. Đông Yên, Vũ Đình, Từ Sán bắt Tiểu Hạ và Cáp Tử rồi. Ta may mắn có việc ra ngoài nên tránh được, nhưng không thể cứu được bọn họ. Bắc Trấn Phủ Tì xem Vũ Đình là phản đồ. Ai có manh mối thưởng 300 lượng vàng. Cái gì? 300 lượng? Xem ra có người không tiếc vàng bạc muốn tìm ra tung tích của cô. Tiểu Hạ và Cáp Tử rơi vào tay bọn Từ Sán. Tiểu Đình Tử, cô đừng nôn nóng, chỗ Tiểu Quang rất an toàn. Việc cứu Tiểu Hạ và Cáp Tử cứ để cho ta. Đệ, 250 lượng. Cái gì? Tiền Từ Sán chết tiệt, dựa vào gì định giá ta rẻ hơn 50 lượng? Trước mắt hai người đều không thể ra ngoài, việc cứu người hãy giao cho Thích Mỗ đi. Đệ nói này, trước mặt cô nương mới ra vẻ đúng không? Không phục. Đi, chúng ta đi cứu người. Nhưng mà đệ tưởng chỗ của ta là chỗ nào? Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Chết tiệt. Viên Tiểu Đường, Cát Tử, Viên Tiểu Đường, người biến vẻ mặt anh tuấn của lão tử thành ra thế này, chắc người đắc ý lắm hả? Khóc đi, khóc to lên, khóc đi. Viên Tiểu Đường, người cũng có ngày rơi vào tay ta. Đừng đánh nữa, dừng tay. Phương Vũ Đình, cô đừng cho rằng ta không nắm được nội tình của cô. Ổn chết thì được. Thì ra là Quý đại nhân. Từ Tổng Kỳ, chúc mừng Hoắc đại ca được thăng làm bách hộ. Tại sao Từ Tổng Kỳ không ở phủ dưỡng thương, trong địa lao vừa ẩm vừa tối, sợ là sẽ không tốt cho thương thế của đại nhân. Cút giả. Đi. Đại nhân về phủ đúng lúc thay tổng chỉ huy sứ chuyển lời đến Định Quốc công. Kẻ mù đợt trước bị nhốt trong ngục kia đột nhiên phát bệnh, chưa kịp cứu chữa đã chết rồi. Đi theo ta. Biết rồi. Xin huynh giúp ta chuyển lời đến cho Vũ Đình. Đông Yên đã đi tìm Phương Tổng Kỳ rồi. Cô ấy nhất định sẽ nghĩ cách cứu hai người ra. Không, huynh bảo cô ấy, bảo cô ấy nhất định đừng đến, đừng lo cho bọn muội, chạy đi càng xa càng tốt. Cái gì? Cái gì? Kẻ mù chết rồi. Ừ.
Một tên phạm nhân chết rồi thì thôi, đại nhân cần gì phải kinh ngạc như thế? Nàng không hiểu đâu. Đáng tiếc, đáng tiếc, kẻ mù vừa chết, con đường thăng quan tiến chức lại đứt đoạn rồi. Kẻ mù đó có lai lịch gì? Kẻ mù này phải nói đến 20 năm trước. Này, chuyện quốc gia đại sự là chuyện mà các người có thể nghe được à? Cút, cút đi. Vâng. Phụ thân, con cũng muốn biết kẻ mù đó vẫn luôn bị nhốt trong địa lao Bắc Trấn, cũng không thấy thẩm vấn gì. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Đó là chuyện của 20 năm trước. Hoàng cung có một tên thích khách. Tin đồn về tên muốn thay cái tên đoạt mệnh cả nhà Phó Hữu Đức đấy sao? Ta nhận được mật báo, kẻ mù đó và tên thích khách kia là đồng bọn. Vì phụ muốn dựa theo nó để làm manh mối, lỡ như có thể bắt được dư nghiệt của Phó Hữu Đức thì ngày từ gia ta chuyển mình sẽ nằm trong tầm tay. Đáng tiếc, Viên Tiếu Trì vẫn luôn coi kẻ mù đó là kẻ tàn phế. Lời hắn nói không thể coi là lý do không cho ta đi thẩm vấn. Một lời không hợp liền động thủ báo thù, còn sắp xếp chúng ta xuống phòng bếp làm khổ sai. Tên tiểu quang này cũng ác thật, còn không phải do huynh tự trọng lấy sao? Ta đi vào đây, kênh cải tạo cho tốt, bắt đầu làm người lại đi. Chuyện cứu người hãy ra cho Thích Mỗ đi. Cái đó ta có thể giúp gì được không? Mời đến đúng không? Phòng bếp này là trọng địa hàng đầu trong hàng đầu của phủ chúng ta. Tiểu nha đầu cơ linh một chút vào đấy. Đi ra, đừng cản trở. Không dạy à? Ta tự làm. Nhiều ngày vất vả, ta sẽ thi triển chút công phu, làm chút đồ ăn ngon để báo đáp tướng quân vậy. Trứng cuộn, rượu hoa mai nhưỡng, bánh viên hải đường. Có ngay. Bánh viên hải đường. Thơm thật. Đây là cái gì? Đây là bánh hải đường. Ngon thật. Làm thử cái vậy. Bánh à, gần giống là được. Màu cũng không giống hải đường lắm. Đó là sơn trà. Đa tạ. Tỷ lệ mật ong cũng không đúng. Tướng quân, thế nào? Hỏa đầu tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, không phải cứ thế mà có đâu. Ta còn tưởng rằng danh hiệu đó là bất kính với tướng quân cơ. Luôn nghe bọn Man Di nói người phía Bắc Đại Minh là một kẻ làm bếp đúng không? Nói đi, dù sao bọn chúng cũng đánh không lại ta. Nếu nói đến tài năng của tướng quân chúng ta thì đánh giặc chỉ xếp thứ hai thôi. Trù nghệ mới là thứ nhất.
Không phải ta chỉ nói chơi đâu, nhưng trong thiên hạ này người tìm không ra đầu bếp nào biết đánh trận như tướng quân nhà chúng ta. Cũng không tìm ra tướng quân thứ hai nào biết làm đồ ăn ngon như tướng quân nhà chúng ta đâu. Đúng, đúng. Hơn nữa, Thanh Sơn xuất Vu Lam, thắng Vu Lam, đến lão gia và đại lão gia cũng không so được với ngài ấy. Con không mau đi trông lửa đi. Dạ. Lào là có thể ăn được rồi. Đợi đến một ngày thiên hạ thái bình, không cần đánh giặc nữa, thì ta có thể mở tiệm rồi. Hả? Tội thần Phó Hữu Đức. Chờ đã. Phương Vũ Đình vốn họ Phó. Chẳng lẽ? Ồ. Các người lập tức đi điều tra, xem nha đầu Phương Vũ Đình năm đó rốt cuộc được viên tiếu chỉ nhặt được về từ nơi nào. Rõ.怎么说话呢？我形象这么健康帅气，哪里猥琐？好，你说的都对，赶紧抓紧时间吧。小经理这边有好多问题要提问呢。好，有什么问题尽管放马过来吧。小经理想知道花爷到底是男的还是女的？花爷是男是女啊？我认为呢，这个世界上各种各样的人，首先呢，男人不一定要阳刚帅气，女人呢不一定要阴柔美丽。我希望呢，在性别之外呢。 更多能够展现这个角色的个人魅力，既能够满足御姐控，又能够满足美男控。啰里吧嗦的，能不能说人话？没说人话。得了，有这样一句话。
当一个角色呢，就能让男人喜欢，就能让女人爱。这个角色本身是男是女还那么重要吗？你这本子，有事说事儿，关本子什么事儿？好吧，好吧。第二个问题，您好，我虽然是个男生，但是我非常喜欢少景，很好奇少景的粉丝是男生多还是女生多？你虽然是一个男生，但是却很喜欢少景。哎，这个问题怎么听起来那么的奇怪呀？再说了，男生怎么了？男生就可以喜欢少景啊，帅气的小亭子，可爱的水公主，妩媚的花道长，这么多款角色，总有一款适合你。请大胆抒发对我们的爱吧。至于是男生多还是女生多嘛，这个我得看一眼啊。有一句话说得好，能够满足不同的观众需求的作品才是一部好作品。这个男生能够看到武侠，女生能够看到情感，这可能是我们作品成功的奥秘吧。这就是你给出的答案了吗？什么还不满意呀？这个要不这么着吧，这不有弹幕吗？男生发一，女生发二，大家可以统计一下喽。你这本子是不是能提前知道我问什么？没有没有没有，你想多了。好吧，下一个问题是这样的，导演，你在微博上说的播放量过10亿就国体出镜，是真的吗？哼，这条我帮你回答吧，肯定是狗托不是你托吧？怎么说呢？怀有的人品当然是真的了。喂，你别激动，别激动，咱们播放量还没到10亿呢。我就是天太热，解个扣子而已，至于吗？您还真会挑时候哈。有句话说得好，天冷加衣，天热脱衣，这是多么可贵的人生哲理呀。那您是脱啊还是不脱啊？如果播放量真的过10亿的话，那绝对是非常火热的一天呢。陈导，你就是这样一次又一次失去微信的，你知道吗？算了，下一个问题吧。小锦鲤提问，之前那个小剧场导演你哭着求剧组给你盒饭吃，我非常好奇他们最后给你吃了吗？这谁给我问的问题？这是故意为难我吗？那你到底在看什么呢？你给我看。对，千万别给我说出去。你居然看这个。但是只要看了我们的宫廷养生秘法，保证你快乐每一天。这本《宫廷养生秘法》内含宫中御用养生指南，以及大量高能画面，365页，可以记录你的生活每一天。这真是居家旅行追番躺坑之必备神器。请问这本哪里能买得到？这个问题问得非常好，可以前往我们的众筹页面查看《宫廷养生秘法》的详情哦。好了，各位粉丝们，再见喽。归我了。